Việt Sách, tủ sách ôn luyện trung học phổ thông quốc gia, đánh giá năng lực các trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Truy cập ngay shopee.vn/Việt Sách Official Store. Xin chào, chào mừng các em đã đến với phần soạn văn của Việt Sách. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em soạn văn trả lời những câu hỏi trong văn bản dấu của. Với soạn bài dấu của từ trang 140 cho đến trang 145, bộ sách ngữ văn lớp 12 kết nối tri thức sẽ giúp các em học sinh trả lời câu hỏi, từ đó dễ dàng soạn văn lớp 12. Chúng ta sẽ bước vào phần trước khi đọc. Cô có câu hỏi như sau. Hãy chia sẻ trải nghiệm của bạn khi xem một bộ phim hài, một vở kịch hoặc đọc một câu chuyện cười. Với câu hỏi này, các em có thể trả lời. Chuyện cười, Ba Điều Ước là một câu chuyện dân gian quen thuộc được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Câu chuyện xoay quanh một gia đình may mắn được thần tiên ban cho ba điều ước. Tuy nhiên, do sự thiếu suy nghĩ và bộp chộp, hai vợ chồng đã vô tình lãng phí ba điều ước chỉ vì một miếng dồi chó. Về nội dung, câu chuyện Ba Điều Ước là một bài học đạo đức sâu sắc về chuyện thiếu suy nghĩ cũng như sự nóng giận của hai vợ chồng. Câu chuyện cho thấy, con người cần biết trân trọng những gì mình đang có và sử dụng những điều ước một cách thông minh, có lợi cho bản thân và gia đình. Về nghệ thuật, chuyện cười Ba Điều Ước được xây dựng với cốt truyện đơn giản, dễ hiểu nhưng lại chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu xa. Chuyện sử dụng nhiều biện pháp nghệ thuật như ngôn ngữ đối thoại sinh động, lối kể chuyện hấp dẫn tạo nên sự hài hước, dí dỏm cho tác phẩm. Chúng ta sẽ chuyển sang phần đọc văn bản. Gợi ý trả lời câu hỏi trong bài đọc. Câu 1. Lời chỉ dẫn sân khấu ở đây có những điểm gì đáng chú ý? Gợi ý trả lời. Lời hướng dẫn sân khấu trong vở dấu của Lộng Chương, phần cảnh vào trò, đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện nội dung, chủ đề và thể loại của vở tuồng. Chúng không chỉ giúp xây dựng hiệu ứng sân khấu độc đáo, thu hút sự chú ý của khán giả, mà còn truyền tải thông điệp của tác phẩm như một cách sâu sắc và rất hiệu quả. Câu số 2. Thủ pháp gây cười được vận dụng trong đoạn đối thoại. Gợi ý trả lời. Thủ pháp tạo tiếng cười đóng vai trò quan trọng trong việc khiến cho đoạn trích dấu của trở nên hài hước và thú vị hơn. Qua đó, tác giả Lộng Chương muốn truyền đạt thông điệp về sự phù phiếm của việc tích trữ của cải và tầm quan trọng của việc sống vui vẻ, thư thái. Câu 3. Hai nhân vật đã rơi vào tình thế hài hước như thế nào? Gợi ý. Hai nhân vật bị cuốn vào tình huống hài hước trong đoạn trích dấu của, đóng vai trò quan trọng trong việc làm nên thành công của tác phẩm. Tình huống hài hước không chỉ giúp châm biếm những thói hư tật xấu của xã hội, mà còn thể hiện tính cách dí dỏm, hóm hình của tác giả. Câu 4. Trạng thái tâm lý luôn thay đổi của hai nhân vật cho thấy điều gì đang ám ảnh họ? Gợi ý. Sự biến đổi không ngừng trong tâm trạng của hai nhân vật trong dấu của Lộng Chương, phần cảnh vào trò, đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện nội dung, chủ đề và ý nghĩa của tác phẩm. Điều này giúp người đọc nhận biết sâu hơn về tâm trạng của họ và các thách thức mà họ đang đối mặt, đồng thời tăng thêm tính hài hước và châm biếm trong tác phẩm. Câu số 5. Các chi tiết về tấm ảnh của cụ Đại Lợi trong cảnh hạ màn. Gợi ý trả lời. Bức hình của cụ Đại Lợi trong cảnh hạ màn đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện nội dung, chủ đề và ý nghĩa của tác phẩm. Bức hình này giúp người đọc hiểu rõ hơn về truyền thống, lịch sử và giá trị đạo đức của gia đình, đồng thời thể hiện sự tôn trọng đối với thế hệ cha ông. Chúng ta sẽ chuyển sang phần sau khi đọc. Nội dung chính của văn bản này là Quẫn kể về một gia đình tư sản lâu đời phải đối phó với chính sách công tư hợp danh của nhà nước. Họ sở hữu cả một gia tài cách xù nhưng lo sợ sẽ rơi vào cảnh trắng tay nên quyết định tẩu tán tài sản. Cái kết sâu cay, châm biếm đến với gia đình này thông qua cách thể hiện của những con người ở thế kỷ 21. Gợi ý trả lời câu hỏi sau bài đọc như sau. Câu 1. Xác định tình huống gây cười trong đoạn trích dấu của. Gợi ý. Tình huống gây cười của đoạn trích nằm ở hoàn cảnh đầy chiếu treo. Quan trưởng và chánh lãnh lo lắng tìm chỗ dấu của phòng khi có biến. Bỗng nhiên, ba phán đến nhà quan trưởng và yêu cầu được ở lại. Từ tình huống đó dẫn đến những hành động gây cười, hài hước, họ giấu của trong nồi canh, chăn bông và quần áo. Câu 2. Phân tích tính trào phúng trong ngôn ngữ đối thoại của hai nhân vật. Gợi ý trả lời, đối thoại của hai nhân vật mang đậm sự châm biếm, mỉa mai, giễu cợt mà còn có ý phóng đại, hàm ý.
sự trào phúng trong cách hội thoại, trong cách đối thoại của hai nhân vật trong văn bản dấu của Lộng Chương đã tạo ra một không khí sôi động, hấp dẫn và đồng thời châm biếm một cách sâu sắc những thói hư tật xấu trong xã hội. Câu 3, theo bạn, trạng thái quẫn của hai nhân vật ông Đại Cát và bà Đại Cát được thể hiện qua những lời nói, cử chỉ và hành động nào? Gợi ý, trong văn bản, tình trạng quẫn của ông Đại Cát và bà Đại Cát được thể hiện qua nhiều phương diện khác nhau. Từ lời nói, cử chỉ, hành động đến biểu cảm khuôn mặt, ánh mắt và giọng điệu. Tất cả các yếu tố này cho thấy sự lo lắng, sợ hãi và tuyệt vọng của họ trước tình cảnh khó khăn mà họ đang phải đối mặt. Điều này đã tạo ra một bức tranh đa chiều về tâm trạng của họ, giúp người đọc hiểu rõ hơn về cảm xúc và tâm trạng của hai nhân vật. Câu 4. Việc lặp đi lặp lại chi tiết về những tấm ảnh trong lời chỉ dẫn sân khấu ở phần đầu và phần cuối đoạn trích gợi cho bạn suy nghĩ gì? Gợi ý, việc tái hiện chi tiết về những tấm ảnh trong lời chỉ dẫn ở sân khấu, ở phần đầu và phần cuối đoạn trích dấu của Lộng Chương không chỉ là một kỹ thuật văn học mà còn là một cách để tác giả tạo ra những cái ý nghĩa sâu sắc trong tác phẩm. Điều này đã kích thích người đọc suy tư và tạo ra những cái hiểu biết sâu sắc hơn về nội dung trong câu chuyện. Câu 5. Bạn thấy hai nhân vật đáng cười trong đoạn trích này đáng ghét hay đáng thương và vì sao? Gợi ý, hai nhân vật này khiến người đọc thấy buồn cười vì những hành động lố bịch và ích kỷ của họ. Tuy nhiên, đằng sau đó, họ cũng có những sự đáng thương vì nỗi sợ hãi, sự yếu đuối và cảm giác cô đơn họ đang phải đối mặt. Cảm xúc của độc giả có thể đối với họ thay đổi tùy thuộc vào góc nhìn cá nhân. Một số người có thể tỏ ra tức giận với hành động ích kỷ và lố bịch, trong khi những người khác có thể cảm thấy thương xót trước nỗi sợ hãi và cảm giác cô đơn của họ. Câu 6. Hãy chỉ ra xung đột giữa thực tế và lý tưởng được thể hiện trong đoạn trích. Gợi ý. Một chủ đề quan trọng trong văn học là xung đột giữa hiện thực và lý tưởng. Đoạn trích dấu của tác giả Lộng Chương rõ ràng thể hiện xung đột này. Tác giả thông qua đó đã phê phán xã hội bất công và vẫn giữ niềm tin vào con người. Câu 7. Nếu là đạo diễn dàn dựng đoạn trích này trên sân khấu, bạn sẽ lưu ý diễn viên những điểm gì? Gợi ý cho các em như sau. Việc triển khai một vở kịch thành công đòi hỏi sự kỹ năng và kinh nghiệm từ phía đạo diễn, cùng với tài năng và sự cố gắng từ các diễn viên. Hy vọng những lời khuyên này sẽ hữu ích cho đạo diễn và diễn viên khi dàn dựng đoạn trích dấu của trên sân khấu. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang phần kết nối đọc và viết. Cô có đề bài trong sách giáo khoa như sau. Viết đoạn văn khoảng 150 chữ, Trịnh phân tích một chi tiết hài hước trong đoạn trích dấu của. Với phần kết nối đọc và viết này, cô sẽ gợi ý cho các em một đoạn văn. Các em hãy chú ý trên màn hình nhé. Tác phẩm dấu của nhà văn Lộng Chương được xuất bản vào năm 1942, là một truyện ngắn tiêu biểu của ông. Lộng Chương, mệnh danh là bậc thầy của truyện ngắn hài hước, đã sử dụng chi tiết hài hước một cách xuất sắc để châm biếm và phản ánh sâu sắc về xã hội thực dân được phong kiến. Trong đó, Chánh Lãng được mô tả như một kẻ sợ ma, tham lam và hèn nhát. Trong khi nhân vật Quan Trường lại là một kẻ sánh mãnh, lợi dụng tình huống để lừa gạt. Các tình huống éo le, bất ngờ và trớ trêu được tạo ra để làm nổi bật sự hài hước và châm biếm trong tác phẩm. Tác giả sử dụng từ ngữ miêu tả để sự sợ hãi, châm biếm, Lộng Chương tạo ra một không khí vui nhộn, giúp giảm căng thẳng và tạo sự thư giãn cho độc giả. Tính trào phúng và sâu cay trong cách diễn đạt cũng giúp phản ánh bản chất tham lam và bất công của xã hội thực dân. Tóm lại, chi tiết hài hước không chỉ làm tăng thêm sự sinh động và giá trị của tác phẩm, mà còn phản ánh một cách sắc bén về xã hội và con người. Trên đây là phần cô hướng dẫn kem soạn văn trả lời những câu hỏi trong văn bản dấu của. Từ trang 140 cho đến trang 145 bộ sách ngữ văn lớp 12 kết nối tri thức. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Cô sẽ hẹn gặp lại các em trong những phần soạn bài sau với Jack nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Khóa học về Jack. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Jack.